Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutuki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và hiện tại thì mình đã có rất là nhiều cái set đồ rồi. Nào là set đồ kim cương mình đang mặc nè. Rồi một set đồ để mình đi khám phá biển. Cũng như là rất nhiều set đồ khác mà mình còn để trong rương ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa có cái nơi nào để chứa được những cái set đồ đó hết. Thành ra trong ngày hôm nay chắc mình sẽ làm một cái chỗ để gắn những cái giá treo đồ này nha. Nhưng mà mình có thể thay đổi giữa các set đồ với nhau ấy. Và để làm được cái chỗ treo đồ đó thì chúng ta cần một ít cái vật liệu. Đầu tiên thì chúng ta cần một ít redstone nè, cần thêm một cái piston dính nữa. Để coi mình còn slam không cái đã. Đây mình có một cái slam nè. Rồi mình sẽ lấy thêm một cái piston và craft được một cái piston dính đấy các bạn. Đây mình sẽ craft một cái piston dính nha. Kế tiếp thì mình sẽ mang theo một cái khối chất nhờn nữa. Đây tầm này là đủ rồi đó các bạn ơi. Công việc còn lại của mình ấy là chọn cái khu vực để làm thôi. Và cái khu vực để làm thì chắc mình sẽ làm bên trong cái nhà khởi đầu của mình luôn. Mặc dù đây là cái ngôi nhà không được to cho lắm, nhưng mà là nơi mình rất là thích luôn á. Tại vì nó đã gắn liền với mình khá là lâu rồi. Giờ mình sẽ dọn cái giá cho đồ này tạm thời ra nha. Và mình sẽ đặt cái đồ thay đổi giáp á, là ngay vị trí này nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta cần phải lấy ra một ít cái thang leo để chúng ta có thể trèo lên trèo xuống trước. Mình sẽ đào xuống dưới là 6 ô nha. Bắt đầu từ ô phía trên nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu đào ở phía dưới này ra một cái căn phòng bự bự một xíu. Làm liên quan về đá đỏ thì mình khuyên là nên mở rộng cái khu vực ở phía dưới thì nó sẽ tốt hơn á. Nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường điện ấy các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đập mấy cái này ra, dọn đất ra luôn. Ngay đây hả? Tại vì ngay vị trí này nè thì mình sẽ đặt một cái piston dính đấy các bạn. Đây mình sẽ đặt cái piston dính nha. Rồi sau đó mình sẽ dọn tiếp cái khu vực ở phía trên để một xíu mình còn dẫn đường redstone lên nữa. Đây dọn cho nó rộng rộng luôn nha. Tầm này là mình nghĩ ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đặt ở phía trên cái piston dính này là một cái khối chất nhờn. Đây mình sẽ đặt cái khối chất nhờn lên. Kế tiếp thì mình sẽ đặt hai block ngay vị trí này cạnh cái khối chất nhờn á. Rồi mình sẽ gắn vào hai cái bọc redstone. Sau đó thì sẽ có một block đi lên như thế này và đặt block ở dưới ra cũng được. Kế tiếp là đi lên trên thêm một block nữa. Sau đó là đi ngang, đặt block ra và đi lên trên tiếp. Để mình đi lên đây cái đã, đặt lên đây. Nó như vậy là chúng ta đã xong cái đường điện rồi. Rất là đơn giản luôn đúng không? Rồi giờ mình sẽ đập cái cục đất này ra nè. Đập cục này ra luôn. Đặt một bộ redstone. Nó như vậy là nó đã nói lên trên rồi. Bây giờ công việc còn lại của mình là trèo lên trên. Và ở đây thì mình cần phải đặt một cái block nè. Một block thì nó mới dẫn được cái đường điện lên các bạn ơi. Mình hết mấy cái phiến đá rồi. chưa để mình qua cái kho á, mình lấy một cái khối đá mịn cái đã. Tại vì khối đá mịn nó mới dẫn được điện các bạn ơi. Để coi khối đá mịn hình như còn trong rương này thì phải. Đây, mình có rất là nhiều cái set đồ nè, set đồ da, set đồ bằng sắt, set đồ vàng. Rồi sắp tới mình đang sưu tầm cái set đồ bằng lưới nữa, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi đem một cái khối lá mịn ra và đi qua bển thôi. Như vậy thì chúng ta đã gần xong rồi. Công việc còn lại của mình á là gắn một cái nút vào cũng như là chế tạo những cái giá treo đồ á. Mình sẽ gắn một cái khối đá mịn ngay vị trí này. Rồi, và một cái không thể thiếu nữa đó chính là những cái cửa sập á. Tại vì cái này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cửa sập để cho nó đẩy cái giá treo đồ lên đó các bạn ơi. Đây mình sẽ chế tạo một ít cái cửa sập nha. Để coi mình làm được mấy cái này là cần khoảng 3 cái cửa sập. Đây mình có 4 cái luôn rồi. Kế tiếp thì mình sẽ gắn những cái cửa sập vào nha. Và các bạn lưu ý, cửa sập đầu tiên thì mình sẽ gắn ở khu vực là ngang cái redstone này luôn nè. Các bạn hướng vào cái redstone và đặt vào. Hình như nó hơi cao thì phải. Đặt vào đây. Ui. Mình phải trèo lên trên rồi. Đặt sao cho nó ngang dưới cái bộ redstone nha. Đặt vào. Ui nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá mình đặt không được luôn nè. Nó bị vướng cái nó bị vướng cái hàng ra, cái thang leo, hàng gì đặt không được là phải rồi. Nó bị vướng cái thang leo các bạn. Đây, đặt vô. Đó, được rồi nè. Giờ thì mình sẽ trèo lên trên một cái và đặt thêm một cái nút ở vị trí này. Đây mình sẽ chế tạo một cái nút bằng cái gỗ sồi sẩm luôn, gắn vào và gắn tiếp một cái cửa sập vào cái ngay vị trí cái nút nha. Cái này mình phải trèo lên thì mới được rồi. Đây trèo lên một cái rồi gắn cái cửa sập lên. Ngay vị trí này. Đó, khi nào mình bấm nút một cái là đó. Các bạn thấy chưa? Mình bấm một cái là hai cái cửa sập nó đều mở ra nè.
Rồi vậy là đúng rồi đó. Công việc còn lại của mình á là chế tạo thêm những cái giá treo đồ. Như vậy là chúng ta đã xong cái chỗ mà thay đổi đổi giáp rồi. À, giá treo đồ thì chúng ta cần một ít cái slab nè, à, một ít que nữa. Đây, à, để mình nhớ coi công thức có phải như vậy không nha. À, ủa? Ủa không đúng hả? À gì mới đúng, vậy mới đúng nè các bạn ơi. Rồi mình đã được hai cái rồi. Cái này chắc mình sẽ làm ba cái á, rồi khoảng ba cái thôi nha. Rồi sau đó thì mình sẽ gắn vào ở phía trên cái cửa sập trên cùng luôn á các bạn. Đây đã mở cửa ra nè và gắn vào vị trí. Ui, cái này mình phải gắn lại cục đất đi, ủa cục đá cuội đi để cho nó giống với bức tường á. Đúng không ta? À không, cái này là cái thân gỗ sồi, cái thân gỗ sồi mới đúng. Ui mình mất cái thân gỗ sồi rồi, chút mình gắn lại sau. Đây mình sẽ gắn một cái giá treo đồ ngay vị trí này. Đó, sau đó bấm cái nút một cái để cho nó rớt xuống dưới từ từ á các bạn. Rồi gắn thêm một cái nữa. Đó, nó đang đi xuống rồi đúng không? Và cái này test. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Mình cần phải đi lấy thêm một ít cái giáp cái đã. Hiện tại mình có một set đồ kim cương nè. Còn một set đồ để mình đi khám phá biển thì nó sẽ có cái nón rùa. Đây, cái nón rùa nè, và ngủ luôn một cái đi để không thôi mấy con quái nó xuất hiện nữa. Rồi sau khi ngủ thì mình sẽ để coi nào, lấy thêm cái set nào nữa ta. À lấy cái ủng đi. Đó, giờ mình sẽ chia ra làm 3 set nhá. Một set đồ chính là set đồ kim cương mình đang mặc, set đồ đi khám phá biển là sẽ có cái nón rùa, và set đồ để trưng bày thì sẽ là cái set đồ kim loại. Đây, set đồ nón rùa thì sẽ máng vào. Bấm một cái. Đó, nó tưng lên rồi nè. Cái này là set đồ trưng bày nè, nó có cái ủng bằng lưới đó. Rồi, bấm thêm một cái. Đây, đây chính là set đồ chính của mình đúng không? Mình sẽ cởi giáp ra nè và máng lên thử nha, để coi coi nó có nảy lại cái set đồ con rùa không nha, set đồ nón rùa nè, tém tèn. Đó. Vậy là xong rồi. Tiếp theo là cái set đồ lưới nè. Đó. Và set đồ chính của mình. Tém tèn. Yeah. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn? Sắp tới thì mình sẽ cố gắng mở rộng ra bên đây một cái giống như vậy nữa. Vậy là tổng cộng mình có thể chứa được 6 set đồ mà chỉ tốn có hai vị trí thôi. Đó, rất là tiết kiệm cái không gian xây dựng luôn. Và các bạn lưu ý nhé, ở cái khu vực xây dựng thì chúng ta nên cách ra khoảng 5 ô, 1, 2, 3, 4 và một ô phía trên là 5 ô á, thì nó mới có thể tưng cái giá treo đồ lên được. Nếu mà nó thấp quá thì nó sẽ bị đụng đầu và cái này nó không có tưng lên được nha. Thành ra các bạn khi xây dựng thì cũng phải lưu ý một xíu. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra coi trong đây mình còn một số cái set đồ mà mình tìm được dưới cái thành phố kết thúc nè, nhưng mà mình chưa có mặc hết được đâu. Một số cái đồ thì có dòng lời nguyền nữa, thành ra mình chưa có dám mặc, để sắp tới mình tìm cách mình gỡ cái mấy cái dòng này ra, không biết có được không nữa. Để bây giờ mình đi thử luôn nhá. Đây mình sẽ thử gỡ cái dòng mà lời nguyền biến mất này được không. Nếu được thì mình sẽ gỡ ra rồi sau đó đi farm kinh nghiệm và enchant nó lại á các bạn. Đây, đây là cái thứ giúp chúng ta có thể gỡ được cái dòng phù phép nè. À, ví dụ như cây cúp của mình đúng không? Khi cho vào là nó sẽ mất hết cái dòng luôn á. À, cái nón thì sao nè? Ủa? Ồ. Cái dòng lời nguyền á là chúng ta không thể nào mà gỡ cái dòng phù phép đó ra được các bạn ơi. Vậy là lời nguyền là nó gắn liền với cái nón đó luôn á. Ồ. Cái nón này nguy hiểm ghê luôn, mình mà đội vào á là không có gỡ ra được đâu, từ khi là ngõm thôi á. Ui, thành ra cái nón này không tốt cho lắm, mình sẽ máng vô đây đi. Rồi sau đó thì mình sẽ dọn dẹp đồ một xíu nha, rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì mình đang nấu thuốc để chúng ta có thể chuẩn bị hành trang rồi đi khám phá biển lần nữa. Sau khi chế tạo được cái nón rùa này có khả năng giúp chúng ta thở dưới nước rất là lâu luôn. Thành ra bây giờ mình muốn đi khám phá biển ngay vào luôn á, để mình có thể tìm được cây đinh ba sớm nhất các bạn ơi. Rồi giờ mình đợi cho nó thành thuốc nhìn trong bóng đêm nè. Rồi mình sẽ cho cái redcon vào ấy để tăng cái thời gian nó nhìn dưới nước hơn nha. Rồi và hiện tại thì mình có được 3 lọ thuốc từ hôm trước rồi. Giờ mình sẽ mang theo trong chuyến đi lần này luôn. Cho vào cái rương sugar này nè, 3 bình. Dưới ở đây có 6 bình nữa là tổng cộng mình có 9 bình rồi. Tha hồ mà đi khám phá biển. Rồi tầm này là ổn rồi nha. Nhưng mà trước khi đi thì chắc mình sẽ mang theo một cái set đồ kim cương đi. Đây set đồ bằng lưới. Kế tiếp là set đồ kim cương của mình nè. Rồi mình sẽ lấy cái áo, mặc áo vào, mặc cái quần vào và mặc cái đồ ủng vào. Rồi mình sẽ chừa cái nón lại, khi nào về rồi mình sẽ mặc sau nha.
Và hiện tại mình đang dùng cửa sắt nè. Cái nhà của mình bây giờ mấy anh dân làng vô chiếm ngoài à. Thành ra mình phải rào lại bằng cửa sắt á. Tối ngủ mình không có giường để ngủ đâu. Phải giành giật với bên này, tội nghiệp lắm. Rồi nhưng mà trước khi đi thì chắc mình sẽ cho mấy bé cáo của mình ăn. Cái đã lâu lắm rồi chưa vào thăm mấy bé cáo cũng như là cho ăn á. Đây mình sẽ lấy ra hai quả mọng ngọt nè. Rồi sau đó mình sẽ nhảy vào bên trong cái chỗ mấy bé cáo thôi. Không biết bé cáo nào mà mình cho sinh sản ra ta. À, chưa, để mình vào là mình biết liền à. À bé này không phải nè, chạy là không phải rồi. Ui, cáo cáo mới cắn cái quả mọng ngọt nè. Bé này đúng không? Hình như bé này nè, hình như bé này nè các bạn. Đây mình sẽ cho bé này, à không, hai bé này ăn đi. Hai bé này nhát nè, cho ăn. Ăn cho đỡ nhát nha. Ăn vô một cái. Đây 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 đây, bé này lên đây, lên đây lên đây. Ăn vô một cái rồi. Sinh sản đi. Sinh sản đi. Ủa. Ủa, sinh sản chưa, sinh sản chưa? Ủa rồi. Ủa, cáo con đâu? Nè 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 nè, cáo con nè. Ăn 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 ăn. Úi rồi, mình phải lấy thêm mấy cái quả mầm ngọt cho cáo con ăn để cho cáo con mau lớn giống như mấy bé rùa hôm qua vậy. Mấy bé rùa hôm qua lớn nhanh cực kỳ luôn. Đây, lấy ra 31 quả nè cho cáo con ăn thỏa thích luôn á. Mình ở trên bờ nhưng mà vẫn được cái hiệu ứng thở dưới nước. Không biết cái này nó có reset không ta. Mà mình chưa có thí nghiệm nữa. Để một xíu mình thí nghiệm trước đi. Rồi hả đi các bạn ơi. Biết được cách dùng của nó thì đi nó mới không có xảy ra những cái trục trặc ngoài ý muốn chứ. Đây, ui. Ủa sao cho ăn không được ta. Nè, 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 nè. Màu lớn nha. Rồi bé cáo con đã ăn hết 31 cái, à không, 30 quả mầm ngọt của mình rồi. Họ hy vọng khi mình quay về á thì bé cáo con này sẽ lớn luôn nha. Vậy là mình đã được hai bé cáo chính tay mình á cho sinh sản ra rồi. Sắp tới sẽ còn nhiều hơn nữa. Rồi giờ mình sẽ đi ra bên ngoài nè. Còn ai chưa cho ăn không ta? À còn mấy bé rùa, đúng rồi. Mấy bé rùa mình mặc dù rất là nhiều rồi nhưng mà mình muốn cho sinh sản thêm á. Hiện tại ở đây có được hai quả trứng, bên kia có thêm được 4 quả nữa. Sắp có thêm một đàn rùa con mới rồi. Để coi coi những cái cỏ biển mình để. À cỏ biển đây nè. Được không? Ủa? À quên quên quên, chưa có chất đốt, mình cần phải có cái bột quỷ lửa nữa. Mình sẽ đổi ra cái bột quỷ lửa nè. Cho vô đây. Ô tăng thời gian được. Ờ mà thôi 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 thôi, tăng thời gian nó sẽ không tốt bằng tăng cái sức mạnh nó ra đâu. Mình sẽ sử dụng cái đá phát sáng đập ra nè. Đó, mình được 4 cái luôn. Sau đó mình sẽ cho vào đây. Nó như vậy thì nó sẽ thành thuốc của rùa cụ 2. Cái này là chậm rãi 4 á, với kháng cự 3, không biết nó tăng lên bao nhiêu ta. Thường thường là cái này nó tăng gấp đôi á. Như vậy thì chẳng lẽ chậm rãi 8 hả? Chậm rãi 8 chắc mình đi không được luôn. Rồi cắt mấy cái khối đá phát sáng vào. Cắt bớt cái này ra. Đó, kiểm tra nào. Tên tên. Ô, chậm rãi 6 và kháng cự 4. Cái này mà mình đi đánh với mấy con boss á là thầy luôn. Mình không sợ bị nó sốc đam mà ngõm ấy. Ồ, rất là tốt luôn các bạn ơi. Mình sẽ cắt bớt mấy thứ linh tinh này. Rồi sau đó đi ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau lên đường đi khám phá biển thôi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình ngủ xong và ra cái vùng biển nha. Mình đã di chuyển tới vùng đảo Nấm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến khám phá biển tiếp nha các bạn. Và bây giờ mình có trông khác một xíu. Tại vì đang đội cái nón rùa, nhìn rất là cute luôn. Hôm bữa mình có đi về hướng bên đây rồi nè. Đi về hướng bên đây rồi luôn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng về hướng hướng này là hướng Bắc các bạn ơi. Đây là hướng Bắc á. Giờ mình sẽ đi về hướng Bắc nha. Và phía bên kia có bé cá heo kìa. Mình sẽ lại đằng đó trước nha. Tại vì cá heo sẽ giúp mình tăng tốc độ bơi ở dưới nước lên rất là nhiều. Lại gần coi nào. Và mình có đôi giày sải bước dưới nước 2 nữa. Đó, các bạn thấy mình bơi nhanh chưa? Đã vậy còn thở được dưới nước nữa. Bơi nhanh cực kỳ luôn. Bơi rất là nhanh luôn á. Ủa? À, mình hiểu rồi. Cái nón rùa này á là khi mình xuống nước đúng không, là nó sẽ bắt đầu tính cái thời gian nè. Và sau khi mình ngoi lên bờ khoảng 1 giây á thì nó sẽ reset lại. Wow, như vậy thì mình chỉ cần đi xuống dưới khoảng 20-30 giây, rồi sau đó mất khoảng 2 giây để ngồi lên trên thích lại oxy là có thể thở dưới nước thoải mái luôn. Rất là thích luôn á.
Bây giờ chắc mình sẽ sử dụng một cái lọ thuốc thở dưới nước nhìn trong bóng tối đầu tiên trước cái đã. Đây mình sẽ đặt cái rương sugar ra và lấy ra 4 lọ đi. Hết 4 lọ thì mình sẽ lấy ra tiếp và dùng thôi. Uống trước một lọ đầu tiên nè. Đó, giờ mình có thể nhìn xuống đáy biển luôn rồi. Bên đây coi. Thường thường á, các bạn muốn khám phá biển thì nên đi vào ban đêm. Như vậy thì nó sẽ dễ gặp được những cái con zombie chích đuối mà cầm đinh ba hơn. Chứ ban ngày nó ít spawn ra lắm. Và đây là cái vùng biển á, biển ấm á. Thành ra nước nó rất là trong xanh luôn. Và có rạn san hô nữa. Nhìn rất là tuyệt. Và có rất là nhiều mực nè. Mấy bạn nào mà thích farm mực có thể ra vùng biển mà farm nha. Mình cũng thường thường ra đây để farm nè. Đấy, mực quá trời luôn. Nhưng mà mục đích của mình thì lại là đi tìm những cái con zombie chết đuối. Thành ra bây giờ gặp mực chắc mình không có farm. Hình như ở đây có cái hang thì phải đúng không ta? Để mình xuống đây mình kiểm tra coi. Ồ, cái này không phải cái hang. Tại vì những cái hang dưới biển ấy, lâu lâu chúng ta nên kiểm tra nha. Nhiều khi lại gặp được kim cương ở phía dưới nữa. Wow, bên đây còn có một cái thuyền nữa hay sao nè. Cái thuyền nó bị đắm ngay cái rạn san hô nè. Để mình vào trong kiểm tra thử coi. Hình như trong đây đi chưa ta? Hình như chưa đi các bạn ơi. Tén tén. Có súp đáng ngờ. Cái này mình có thể mang về ăn á. Bên đây thì sao? À, một cái bản đồ có báo chung vùi. Và một ít quyển sách. Mình sẽ lấy cái rương này đi. Đó, mấy cái rương mà mình lấy hết đồ thì mình nên lấy lại nha. Rồi, sau đó mình sẽ ngồi lên trên lại nè. À mà quên, các bạn lưu ý nha, những cái thuyền nguyên vẹn như vậy á thì nó sẽ có tổng cộng 3 rương, 2 rương ở ngăn dưới và một rương ở ngăn trên như thế này nè. Đó, chúng ta có thêm được một ít sắt, một ít hạt sắt, voi vàng và một ít cái lưu ly và lấy luôn cái rương. Đó, và các bạn thấy có một điều lạ là mình đập những cái đồ dưới nước rất là nhanh đúng không? Tại vì mình có được cái dòng mà đào nhanh dưới nước nè, trong cái nón luôn á. Ủa sao cái nón mình bị hỏng rồi? Ủa sao cái nón của mình bị hỏng một xíu rồi? Ủa kỳ vậy ta? Cái nón của mình nó bị hỏng một xíu rồi. Ủa mình đâu có bị ai quánh đâu mà sao hỏng ta? Ủa hay là mình thở dưới nước là nó sẽ bị hỏng cái nón rùa? Ồ, vậy là mình cần phải lưu ý nha. Chứ như vậy nhiều khi đang lặn rất là sâu dưới biển á, mà ngồi lên tấm kịp nhiều khi lại chết ngạt nữa. Ồ, giờ mình mới để ý nè, nó bị mất độ bền nè. Thì ra là vậy. Rồi, giờ đi xuống dưới này để... cá nóc. Nè, các bạn lưu ý nha, gặp cá nóc bé bé như vậy thôi chứ đừng có đụng vào. Nó chích một cái á, là mất rất là nhiều máu luôn. Ở đây có vàng nữa. Có vàng cũng được, lấy vàng luôn. Giờ có dòng đào nhanh dưới nước rồi, gặp mấy cái quặng á thì nên đào mang về. Với lại giờ mình cũng gần cạn kiệt cái nguồn khoáng sản rồi. Bên đây thì sao? Vô đây lấy một ít oxy cái đã. Rồi, đây còn có thêm vàng nữa nè, lấy luôn. Trong lúc chờ đợi ban đêm á thì mình nghĩ nên xuống đây để đi mai một xíu thì sẽ tốt hơn. Chứ ban ngày nãy giờ mình đi mà vẫn chưa gặp được con zombie chết đuối nào hết trơn á. Tại biết đâu mình đi dưới cái ravine này nè lại gặp được kim cương thì sao. Như vậy thì tiệc cứu mèo luôn. Bên đây còn sắt nữa nè, xuống đây lấy nốt luôn nha. Đó, đi mai ở dưới nước cũng là một ý kiến tốt nha. Tại vì phiên bản mới này nó đã update và thêm được những cái ravine dưới nước như vậy, rất là hay luôn, thoải mái mà đào những cái khoáng sản á nè, quá trời nè. Rồi, đào hết mang về. Ở đây nữa. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi hết một vòng trong hang này để đào một ít khoáng sản mang về nè. Cũng như là đợi cho trời tối á, rồi chúng ta sẽ đi săn những cái con zombie chết đuối nha. Hẹn gặp lại các bạn khi màn đêm buông xuống nha. Đi được một lúc thì mình lại gặp được một cái hồ lava rồi các bạn ơi. Và hiện tại thì đang ở tầng thứ 12 nè. Rất là gần tầng có kim cương luôn rồi. Bây giờ chắc mình sẽ khám phá nốt cái hồ lava này trước cái đã. Biết đâu là gặp được kim cương á. Rồi. Qua bên đây coi, không biết mình... Ui, mình quên mang xô nước rồi. Để mình đi lên trên múc một cái xô nước lại cái đã. Đi mai mà không có xô nước thì hơi khó khăn á. Đây, nước ở đây nè, rất là gần luôn. Để coi coi chỗ này gần không. Đó, múc xô nước mang theo. Rồi, giờ thì thoải mái mà vượt qua mấy cái hồ lava rồi đó. Đi xuống dưới và đổ nước ra. Đó. Rồi, giờ thì lấy một ít redstone nè. Và hiện tại thì cây cúp mình có sửa chữa, thành ra mình đào mấy cái này á, nó còn giúp mình phục hồi cái độ bền của cây cúp đang sử dụng nữa, rất là hay luôn. Bên đây thì sao? Hình như bên đây không có kim cương rồi.
Có vẻ không có rồi các bạn ơi. Sẵn tiện lấy một ít redstone mang về luôn nhá. Bên đây thì có than và sắt á. Lấy sắt được nè. Tại vì nguồn sắt của mình bây giờ nó đã ít hơn cái vàng luôn rồi. Sắt mình sử dụng để làm cái beacon á, tốn rất là nhiều luôn. Rồi sắp tới mình sẽ tranh thủ làm một cái máy khâm sắt mới được, để phục hồi cái số lượng sắt mà mình thiếu thốn trong thời gian vừa qua á. Và bên đây thì sao nè, hình như bên đây là đường cùng rồi. Vậy là cái hồ lava này chỉ là cái hồ nhỏ thôi á. Chưa, bên kia còn nữa kìa. Biết đâu bên kia là dẫn tới một cái hồ lava khác bự hơn thì sao. Thành ra phải kiểm tra kỹ thì mới biết được. Và thuốc trình trong bóng tối của mình còn 1 phút, thoải mái mà sử dụng thôi. Hết sắt rồi. Đi qua bên đây tiếp nha. Để coi nào. À, có Luli nè. Luli nó cũng rơi ra kinh nghiệm và giúp mình sửa lại cái cúp nữa. Bên đây là một cái hang khác nữa ta. Wow, vậy là đây là hệ thống những cái hang nó kết nối lại với nhau rồi. Không biết bây giờ màn đêm buông xuống chưa nữa. Để mình đào một xíu nữa đi, rồi mình sẽ đi lên trên kiểm tra coi màn đêm buông xuống chưa nha. Để chúng ta còn đi săn những cái con zombie chết đuối và tìm cây đinh ba gấp nữa. Mình sẽ cố gắng tìm được cây đinh ba trong buổi ngày hôm nay mới được. Tại vì đi rất là nhiều lần rồi mà chưa có chiến nào mà mang được cây đinh ba về nhà để sử dụng hết trơn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay lên trên nhé. Ồ, các bạn ơi, mình muốn đi lên trên nhưng mà đi lên lại gặp một cái khu mỏ bỏ hoang rồi. Không ngờ đi một hồi lại gặp được cái khu mỏ bỏ hoang nữa. Bên đây còn không ta? Ui, sao bên đây lại có đá cuội? À, ui, 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 mình đi nhầm vô động nhện rồi, hang nhện rồi. Ui, còn có tiếng lava đâu cạnh bên nữa nè. Ồ, tên tên. À, một trái táo vàng. Và một ít cái bột thuốc súng nữa. Mình khá là cần cái bột thuốc súng. Và đây là đĩa nhạc thứ 13. Mình khuyên các bạn là không nên sử dụng cái đĩa nhạc này nha. Đó, mình khuyên thật lòng á. Tốt nhất là không nên nghe cái đĩa nhạc đó đâu. Thịt zombie thì cắt lại nè. Cắt đá. Cắt đá. Mang lại táo vàng và mấy cái thuốc súng nè. Chắc mình sẽ nhét bớt vô rương đi. Chứ giờ chỗ mình quá trời chật chội rồi. Đó, mang hết về. Rồi, giờ cắt bớt vào và đi tiếp thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên để săn những cái con zombie chết đuối thôi. Đi được một lúc thì mình đã tìm thấy được một cái con zombie chết đuối đầu tiên rồi. Ui da, ui da. Phiên bản 1.14 này nó có một cái lỗi là sẽ bị mất cái thuyền. Thỉnh thoảng thôi đó, là bị mất cái thuyền như vậy nè. Và con zombie nó đang ngồi lên cái thuyền nhưng mà ở dưới nước nè các bạn. Nó còn bị rung rung nữa chứ. Rồi chắc bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó luôn nha. Con này thì không có cầm đinh ba. Bên kia có một con nữa kìa, nhưng mà cũng không có cầm đinh ba luôn. Dùm bài ở dưới nước mà bị cháy nè. Ô kỳ vậy. Ô bên kia còn một con nữa kìa. Nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ thoát ra vào lại nha, để cho nó lót lại cái thuyền. Nếu không thôi giờ mình mất thuyền là không còn cái mà bơi trên biển đâu. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay lại game nha. Mình đã trở lại rồi và bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để tiêu diệt cái con zombie chết đuối mà mình vừa phát hiện ra nha. Không biết nó có despawn không nữa. Ủa, mới thoát ra vào lại mất tiêu rồi. Ồ, mới thoát ra vào lại nó mất tiêu rồi. Thì cái tình luôn, mới thoát ra thôi mà mất tiêu rồi. Rồi giờ mình sẽ đi loanh quanh cái khu vực mình đang sống luôn nha. Đó, đó chính là cái nhà dưới nước của mình kìa. Nhìn được bao quát cái khu vực ở xung quanh đây luôn á. Còn bên đây là cái thuyền mình cũng đã khám phá rồi. Cái này trong thời gian sắp tới được, chắc mình sẽ xây nó lên trên mặt nước để hoàn thiện nó hơn nha. Ui, qua bên đây không biết còn cái tàn tích nào không ta. Chắc mình sẽ quay qua cái khu vực cũ này đi. Bên đây nó có một vài cái tàn tích á, thì mình sẽ dễ farm hơn. Chứ mình farm ở khu vực mà không có tàn tích thì nó sẽ rất là khó khăn trong việc tìm cây đinh ba. Nè, đây mình đã gặp được một con nữa rồi nè. Đây, đi xuống và tiêu diệt nó thôi. Không biết nó cho mình cây đinh ba không nữa. Ba hết, ui, nó rơi ra vàng nè. Đánh mấy con này thì cũng có tỷ lệ nhặt được vàng nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi qua bên đây để tiêu diệt thêm con này nữa. Hai con luôn. Nhưng mà không có con nào mà cầm đinh ba hết trơn vậy. Ui, đám mấy con này thì gần như là no hope luôn, không có thể nào mà nhặt được đâu. Hy vọng gặp sớm mấy con cầm đinh ba đi.
Buồn ghê luôn, mình đã bỏ ra rất là nhiều chuyến đi rồi nhưng mà chưa có chuyến nào mà tìm được cây đinh ba hết, tại vì nó có tỷ lệ rất là thấp luôn á. Và kiếm mình cũng đã trang bị được cái dòng nhặt ba luôn rồi mà vẫn khó khăn trong việc tìm đinh ba thì chắc tại nhân phẩm không được cao rồi các bạn ơi. Không sao, cố gắng là được chứ gì. À, giờ mình sẽ đi vài vòng nữa đi tìm thêm những cái con zombie chích túi á để mình tiêu diệt nó nha. Oh my gosh. Cuối cùng thì cũng được một cây đinh ba rồi các bạn ơi. Ôi, công sức pha nguyên buổi ngày hôm nay cũng đã được một cây đinh ba mang về rồi. Và mình công nhận là cái cây đinh ba này, cái tỷ lệ rơi của nó rất là hấp luôn. Tại vì mình đã hiếm gặp mấy cái con zombie cầm đinh ba rồi. Đằng này rơi ra thì lại càng có hơn nữa. Nhưng mà lần này thì mình đã mang được một cây đinh ba mang về rồi. Nhưng mà để sử dụng nó được thì mình cần phải có một cái quyển sách sửa chữa để gắn vào, để cho nó phục hồi độ bền lại thì mà chúng ta mới sử dụng được lâu dài các bạn ơi. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha. Mũ mình cũng hư ra khá là nhiều rồi, giáp cũng vậy luôn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Cuối cùng cũng được đinh ba rồi. Trên đường về thì mình đã ghé qua cái chỗ farm kinh nghiệm ấy để farm thêm một ít level, và chúng ta sẽ bắt đầu enchant cái cây đinh ba này lên nhá. Đó, đây có dòng xuyên vào da thịt nè. Xuyên vào da thịt chắc không tốt bằng đâu, tại vì trong đây mình có một vài quyển sách rất là kiểu như là tốt luôn. Ở đây có lòng trung thành 3 nè. Theo như mình biết thì cái quyển sách lòng trung thành này ấy giúp mình sau khi sử dụng cây đinh ba á, khi mình phóng đi á thì nó sẽ tự động quay trở lại chỗ mình luôn mà mình không cần phải đi theo mà nhặt á, rất là tốt. Thành ra chắc mình sẽ ép cái quyển sách này vào luôn nhá. Ngoài ra ở đây thì nó có thêm cái quyển sách chớp điện nữa. Chắc cái này là dùng để triệu hồi sấm sét hay sao. Nhưng mà thôi, cái dòng này chắc không ép vào đâu, lỡ mình phóng nhầm vào nhà nè, nhà mình toàn mái gỗ ha, phóng nhầm một cái cháy nhà thì toi. Thành ra mình sẽ ép cái quyển sách lòng trung thành này vào cái cây đinh ba của mình nhá. Nhưng mà chưa, để mình thử enchant coi vận may của mình nó tới mức nào cái đã. Rồi enchant thử nè. Tên tên sống dữ hai. Ủa sống dữ là sao ta? Ủa có sống dữ nè. Ủa cái này là triệu hồi cơn sống hả? Ủa. 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 Ủa sao trên bờ mình dùng không được? Nè, trên bờ mình không dùng không được mà khi khi mình bước chân xuống nước nè. Ô thì nó lại dùng được. Ui dạ. Hả? Ui mình còn có 11 độ bền thôi. Ui, hồi nãy mình mới bay đúng không? Hay nha. Ủa cái này mình bay được nè. Khá là tốt nè. Wow, xịn nha. Cái này mình ép lòng trung thành vô được không ta? Ồ, chưa chưa chưa, để mình coi coi về đây mình ép cái dòng lòng trung thành vô coi được không nha. Theo như mình đoán á, là không đâu, tại vì cái cây cái lòng trung thành á là mình phóng ở trên bờ để cho nó quay ngược lại, còn cái này là ở trên bờ nó đâu được dùng đâu nè, trên bờ nó đâu được dùng đâu. Mình nghĩ là nó không ép vô được á. Chưa, để thử mới biết được. Nó Iran luôn, không ép vô được. Như vậy mình sẽ đợi khi nào mà có cuốn sách mending ấy, rồi mình sẽ reset dòng lại đi, rồi sau đó mình sẽ tham khảo ý kiến của các bạn để coi coi nên lựa chọn những dòng nào để ép vào cái cây đinh ba này thì nó sẽ tốt nhất nha. Còn bây giờ thì máng cây đinh ba quý giá này vào đây. Cây đinh ba gọi là cực kỳ quý giá luôn á. Rồi giờ mình sẽ đi tham quan cái ngôi làng của mình ấy để tìm thêm coi có anh dân làng nào mà bán sách mending không, tại vì làng mình có một vài cái anh dân làng thủ thư. Các quyển sách này vào nè, để coi coi những anh thủ thư á thì sẽ trao đổi những gì nha. Lần này mình sẽ chủ như cố gắng tìm được cái quyển sách mending mới được, tại vì có đinh ba rồi phải có quyển mending ép vào thì chúng ta mới sử dụng dài lâu được á. Đây đây có một anh thủ thư nè. Để coi coi anh này là anh bán sách sải bước dưới nước. Nhưng mà ảnh gần lên cấp chưa ta? Ảnh chưa lên cấp nữa, vậy là mình có thể dùng giấy để đổi emerald nè, dùng sách để đổi emerald. Ok, giấy và sách đúng không? Để coi coi bên đây còn anh nào không ta. Hết rồi.
Ở đây đây, con nè. Anh này thì đánh bắt lùi á. Anh này cũng đổi được nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong để gom hết số Emerald mình có, một ít sách mình cũng có luôn, và giấy thì mình có rất là nhiều từ cái máy farm mía. Một lần. Hai lần. Ba lần, bốn lần ảnh mới lên cấp được các bạn. Đó. Để coi coi, hiện tại là ảnh đang sắt đúng không? Nó, ảnh lên sắt rồi nè. Ảnh lên tập sự rồi. Và vô hạn. Ui, ảnh giảm giá nè. Bình thường ảnh bán 25 mà giờ ảnh bán 24 thôi. Mà cái này thì khá là rẻ. Ôi, nhưng mà sao ảnh lâu lên cấp vậy? Nè, cái thanh kinh nghiệm của ảnh á, lên lâu cực luôn. Ui, chắc mình đổi được một vài lần nữa thôi là ảnh hết cho đổi rồi. Nhưng mà đổi đèn lồng thì lại mau nè. Mà thôi đi, chừa cái giấy này qua bên kia đổi với anh dân làng. Hồi nãy thì chắc tốt hơn á. Anh kia đổi lâu lên kinh nghiệm quá. Đây đây đây, đổi anh này thử nè. Anh này để mình coi đổi nào mau lên ta. À, đổi sách nè, sách thì rẻ lắm. Mình chỉ cần farm ít da bò là được à. Ok, đổi sách để cho ảnh lên cấp nha. Rồi, ảnh hết rồi. Đổi giấy được nè, ok, đổi giấy tiếp đi. Cho vào đây. Nhưng mà ảnh vẫn chưa kịp lên cấp. Vậy là mình phải đổi thêm mấy quyển sách nữa ảnh mới chịu lên cấp á các bạn. Nhưng mà nếu mình đổi một lần là mình hết trơn rồi, lấy tiền đâu mà ấy tiếp. Có vẻ hôm nay đổi không được lãi rồi. Được thêm một ít Emerald. Sách thì không có sử dụng được. Để trong thời gian giữa hai tập á. Anh reset rồi nè. Anh reset rồi nè. Ủa, anh reset rồi nào ta? Mình đổi Emerald lấy kính, nó lên nhiều cái thanh kinh nghiệm này ghê luôn nè. Mình đổi được rồi, đổi luôn. Hy sinh một ít Emerald thôi, sắp tới mình có thể đổi với mấy anh nông dân để lấy lại Emerald cũng không có sao đâu. Rồi, cho anh lên cấp nè. Hy vọng cái cuốn sách sau là sách Mending nha. Đó, anh lên vậy rồi, anh lên Emerald rồi. Ten ten. Vẫn chưa lên cấp nữa hả? Ủa, sao lâu vậy? Ok, mình đổi cho anh lên cấp cuối luôn nha. Đây. Rồi, đổi thêm một lần nữa. Ủa, lên chưa? Đổi thêm một lần nữa mới chưa lên hả? Rồi. Cấp cuối là hình như kim cương thì phải, để coi coi. À, còn một xíu kinh nghiệm nữa. Ok, đổi luôn. Rồi, đầy ống đó nè. Đó, anh lên kim cương rồi. Vô. Rồi, để coi coi. Sao chưa cuốn sách nữa? Thường thường là dân làng đổi hai cuốn sách lận các bạn, mà anh này anh, ui, anh này anh bán ít sách vậy? Rồi luôn, gặp anh dân làng chuyên bán mấy đồ linh ta anh tin không mà, thẻ tên dưới la bàn. Anh chỉ có một cuốn sách là sải bước dưới nước thôi. Rồi, vậy là mình phí số Emerald hồi nãy rồi. Ui, thiệt tình luôn. Sắp tới chắc mình phải kiểu như là cho ngôi làng của mình ấy có thêm nhiều anh dân làng mà thủ thư hơn mới được. Như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã tìm được cây đinh 3 sau chuỗi ngày thất bại khi mà đi khám phá biển. Và trong thời gian sắp tới, nếu mình có quyển sách Mending thì mình sẽ ưu tiên một là cái cánh, và cái thứ hai đó chính là cái cây đinh 3 này nè. Và ngoài ra thì mình cũng đã có được một cái chỗ để chúng ta có thể treo được những set đồ vào rồi. Giờ mình sẽ treo vào trước khi đi ngủ nha. Đây là set đồ chính của mình nè. Đó, kế tiếp là cái này là set đồ rùa, nó để mình đi khám phá biển. Và kế tiếp là set đồ bằng lưới, sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm áo, quần và cái nón nữa để full cái set đồ này nha. Và ngoài ra, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới trong thời gian sắp tới á, thì đừng quên comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.